Hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến channel của mình. Vì cái video ngày hôm nay là mình sẽ làm một cái clip test, là mình sẽ xem là coi tổng cộng là con ốc titan đó các bạn nó lên được bao nhiêu màu nha các bạn ha. Thì bữa nay là mình chuẩn bị là khoảng mười mấy con ốc titan và mình lên hết tất cả những cái màu mà con ốc titan có thể lên được luôn, là bao gồm những cái màu mà hồi đó giờ ngoài thị trường không có bán luôn các bạn. Nhưng mà mình sẽ quay trong cái clip test này luôn cho các bạn xem là con ốc titan á là nó lên được bao nhiêu màu, và mình giải thích tại sao á là con ốc titan á là nó khác với con ốc inox là mình có thể điện phân được, mà con ốc inox á mình chỉ được xi mạ thôi mà không thể điện phân. Ok, bây giờ mình sẽ tới khâu chuẩn bị là mình sẽ lấy mười mấy con ốc titan ra là nhà thằng em mình đó, mà mình sẽ đứng quay clip và cho nó lên màu để cho các bạn xem. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Con ốc mà mình lựa chọn mình lên màu ngày hôm nay đó là ốc đĩa nha các bạn. Mình lấy ốc đĩa thì tại vì cái mặt tiền cái mặt ốc nó bự nên lên màu mình sẽ dễ quay clip cho các bạn xem hơn ha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy khoảng mười mấy con ốc đĩa này ra. Đây là ốc đĩa titan nha các bạn. Đó, mình lấy ra mình cho thằng em mình lên màu. Tại vì nếu mà lấy mấy con ốc này á nó sẽ nhỏ hơn. Đó, sợ quay clip lên nó sẽ không thấy rõ bằng con ốc này, thì cái mặt ốc này, ốc đĩa này nó bự hơn. Ok, bây giờ mình sẽ cho ốc đĩa. Rồi, let's go. Rồi ok, thì việc chuẩn bị là như cũ ha, đây là cái ổ lên màu của mình. Đó, thì chuẩn bị là cái khay này nè các bạn. Cái khay để mình nhúng điện phân. Đó, và cái que kẹp, cái bảng kẹp titan. Và cuối cùng là có cần cái máy thôi. Đó, mình có cái máy là mình lên màu được rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em mình bắt đầu lên màu cái màu đầu tiên. Thì mình lên màu mình sẽ lên cái màu von thấp nhất luôn. Đó, cho đến cái von cao nhất. Để tầm khoảng mười mấy màu đó các bạn. Chứ không phải là như cái bảng màu mà các bạn nhìn thấy ở ngoài á là nó chỉ có vài màu đâu ha. Tại vì nếu mà các bạn có máy điện phân á, các bạn có thể dọc, các bạn có thể lên nhiều màu hơn nữa. Thì những cái màu này là đắt, chắc chắn là nhiều anh em ở ngoài chơi xe ở ngoài đó, anh em chưa thấy cái màu này luôn rồi đó. Mình sẽ nhúng từng màu. Nhúng một cái màu nào xong rồi sẽ lấy con đó ra. Và lên con kế tiếp. Màu đó giống màu đậu sô cô la quá vậy. Đây. Đây là cái con ốc màu xịt. Ok, mình sẽ lên con tiếp theo. Đó, hồi mình lên khi nào mà hết cái màu á mà lên được rồi á thì mình sẽ ngưng và mình sẽ quay tổng hợp lại những cái màu mà ngốc thì đã có thể lên màu cho các bạn xem. Bây giờ tới con tiếp theo. Đây là những cái màu mà mình lên von thấp nha các bạn. Do ngoài trước có ông chú làm công chuyện đó các bạn, cắt đồ, hàng đồ đó, nên hơi ồn thôi. Các bạn chịu khó đó, bật loa lớn nghe giùm mình nha. Thì nói chung cái phần điện phân này các bạn nó đơn giản, nó không có cái gì mà cầu kỳ, không có gì khó đó. Chỉ có mắc là tốn tiền các bạn mua cái máy điện phân thôi. Đó. Cái máy điện phân thì nó hơi mắc thôi. Còn ngoài ra thì cái điện phân rất là dễ, nó không có gì khó hết. Thì đa số những cái anh em mà mua máy là người ta buôn bán, người ta kinh doanh ốc, nên người ta mới mua máy thôi. Còn những bạn mà nếu mà
kiểu như là hiếu kỳ hay là muốn học hỏi hay muốn trải nghiệm á, thì các bạn có thể mua máy và các bạn dọc ha. Chừng nào dọc cho đã rồi các bạn có thể bán lại cho những anh em khác nha. Ok. Rồi bây giờ là lên được mấy màu rồi các bạn. Thì khi các bạn mà nhúng con ốc xuống á là cái màu nó sẽ chuyển theo thứ tự von đó, nó đến cái von đạt cái von tối đa là cái von hiện tại mà các bạn chỉnh trên cái máy á, là đến màu đó nó sẽ ngưng đó, và khi nó sẽ chuyển nhưng mà chuyển rất là lâu các bạn. Rồi ok, bây giờ sẽ tới màu vàng. Đây là cái màu vàng đúng của thằng thường thường rồi năm người ta lên nè các bạn đó. Đây là cái màu vàng nè các bạn. Thì cái màu vàng của con ốc Titan G5 á là nó không có phải giống như cái màu vàng của những ốc inoxy nha các bạn. Nó không có phải vàng đậm, vàng khè luôn như những cái oxy nha. Thì cái màu vàng của con ốc Titan G5 á nó sẽ kiểu như là nó vàng nhưng mà nó không có vàng đậm, vàng kiểu như vàng nghệ luôn á. Nó không có như vậy nha các bạn. Rồi này màu vàng đậm hơn xíu. Rồi như đây ốc chắc không đủ rồi, phải lấy thêm ốc ra lên mặt cho các bạn xem rồi. Rồi ok. Rồi để qua bên luôn. Thì cái điểm khó khăn nhất mà nhớ anh em mà mua ốc xa á, là các anh em chưa phân biệt được màu, nhất là cái màu lục bảo á các bạn. Đây là cái màu hồng. Rồi ok, đây là màu hồng. Cái màu lục bảo là nhiều anh em chưa phân biệt được. Lục bảo có nghĩa là nửa dương nửa lá và nó thiên về màu dương hơn đó. Hồi xíu sẵn trong cái clip này luôn mình sẽ so sánh giữa cái màu dương và cái màu lục bảo dương cho các bạn xem ha. Nhìn một góc độ khác á, thì các bạn sẽ thấy màu dương, nhưng mà các bạn nhìn theo cái góc nghiêng khác rồi sẽ hiện ra màu lá. Đây là cái màu tím các bạn. Ok, rồi bây giờ tiếp tục tới là màu xanh tím. Thì kế cái màu xanh tím á, là nó sẽ chuyển qua màu xanh dương, còn kế cái màu tím là cái màu xanh tím. Có nghĩa là mình chuyển qua màu xanh nhưng mà mình không hẳn là màu xanh, nhưng mà mình đứng giữa lại là cái màu xanh tím, nên gọi là màu xanh tím nha các bạn. Đó, đây là cái màu xanh tím nè. Rồi ok, bây giờ tiếp tục với cái màu xanh dương. Này chắc không đủ ốc rồi, để lấy thêm ốc vô nữa. Đây là cái màu xanh dương. Đây là cái màu xanh dương nè các bạn. Đó. Các bạn hay nói ánh tím tím không? Thật ra nó không phải là ánh tím tím nha. Nó còn nước ở trong đó các bạn. Nước soda là nó nhìn vô á là nó sẽ đổi màu con ốc, nhưng mà mình lau khô á là nó sẽ hiện cái màu xanh dương ra luôn. Đây là cái màu xanh dương nè. Rồi ok, bây giờ sẽ tới màu xanh lục bảo. Rồi đây là cái màu lục bảo nè các bạn. Đó, các bạn nhìn á thì một góc khác các bạn sẽ thấy nó như cái màu dương, nhưng mà các bạn chuyển góc khác nó sẽ ra cái màu lá nha các bạn. Đó, nó chưa có phải gọi là xanh dương, cũng không phải gọi là xanh lá, nên là anh em hồi xưa giờ anh em gọi chung là cái màu lục bảo.
Rồi bây giờ mình sẽ lên cái màu lục bảo lá cho các bạn xem nè. Lục bảo lá là nó có nghĩa là nó thiên về cái màu lá hơn, màu dương ít lại, giống như các bạn pha sơn vậy đó. Đây có hai con mình so sánh nè. Đây, đây là cái màu lục bảo lá nè các bạn, còn đây là cái màu lục bảo. Đó, các bạn nhìn, nếu các bạn nhìn theo hướng này nè, các bạn sẽ thấy rõ. Đây. Đó, các bạn sẽ thấy rõ nha, nhiều bạn rất là không phân biệt được cái màu lục bảo. Đó, mình gửi cái màu này các bạn nó ở xa xa mà dương quá các bạn đồ màu này. Đó, nên là mình nói thẳng trong cái video luôn, đa số bên mình đưa ra là cái lục bảo dương, không có ít bây giờ lục bảo lá lắm nha. Đó. Đây là màu lục bảo lá chứ không phải là màu xanh lá nha. Đó, nhiều bạn mình lên lục bảo xong các bạn nhìn cái góc khác rồi sau lên màu xanh dương không. Đó. Còn có lúc đầu á, lúc đầu tiên mình lên màu lục bảo lá thì các bạn nó ủa sao gửi xanh lá không mà gửi màu lục bảo cho mình. Rồi ok, bây giờ sẽ lên cái màu xanh lá cho các bạn so sánh nè. Xanh lá là nó khác hoàn toàn luôn. Lên xíu nữa. Xíu nữa. Rồi. Ok. Rồi đây bây giờ mình sẽ đưa lên cho các bạn xem cái màu xanh lá. Đây, cái màu xanh lá đây. Và cầm ba con so sánh cho các bạn xem. Này các bạn thấy chưa? Đây là lục bảo dương nè, lục bảo lá nè, còn cái này cái màu xanh lá nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cầm hai con lục bảo lá với là màu xanh lá so sánh cho các bạn xem là nó khác nha, hoàn toàn nha. Đây là cái lục bảo lá nè, đây là màu xanh lá nè. Đó, đây là cái màu xanh lá luôn nha, còn đây lục bảo lá đó. Thì cái màu lục bảo này á là rất là khó nhìn, rất là khó nhìn, tại vì hồi xưa giờ thí dụ các bạn chơi xe đi, các bạn lên có một màu lục bảo à, các bạn không có thể cầm ba con các bạn so sánh được, các bạn không thấy được cái điểm khác nhau của nó. Đó, đây là bảo lá nè, đây màu xanh lá nè, các bạn cầm các bạn thấy xanh lá rõ ràng luôn, từ đầu xuống đít luôn. Đó. Rồi ok, bây giờ là tới cái màu tiếp theo là màu xanh dạ quang. Đó, cái màu cuối với các bạn. Thì trong cái clip này luôn là mình sẽ thử luôn, giật qua cái màu cuối cho có lên màu gì nữa hay không ha. Thường thường á, những cái bạn mua hàng á, cái bảng màu mà bên người ta đưa ra chỉ có tới màu xanh dạ quang là hết rồi ha. Nhưng mà hôm nay mình chơi lớn luôn, mình sẽ đẩy một qua mất cái màu xanh dạ quang luôn, coi nó ra màu gì. Đây là màu xanh dạ quang nè các bạn, xanh dạ quang đó, có nghĩa là nó đậm hơn màu xanh lá luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tăng cái vol lên, tăng cái vol lên 100+ V luôn để mình xem nó có sao cái màu xanh dạ quang á mà nó sẽ lên màu gì nha. Cái này là màu xanh đọt chuối nè các bạn. Xanh đọt chuối nè. À, bữa mình cũng bị một bạn rồi mình lên màu vàng, nhưng mà bạn có mắt bạn đó bị cái gì đó, bạn không thấy ra màu vàng, bạn nhìn ra cái màu xanh đọt chuối. Cái này là cái màu xanh đọt chuối nè các bạn. Đó. Rồi ok, bây giờ lấy góc đó ra nè. Đây. Cái màu cuối thấy nhìn nó đẹp không? Nhưng mà cái màu này á ít ID lắm các bạn. Ít ID lắm. Rồi ok, bây giờ sẽ tới màu tiếp theo. Bây giờ von nó tăng. Rồi ok, tiếp tục. Nhúng lâu xíu nữa. Ngâm lâu lại ra. Rồi bây giờ mình sẽ, nói chung là von nó đứng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ ngâm lâu hơn thôi, nó có chuyển ra màu gì nữa không. Đây là cái màu dạ quang nè nãy nè. Rồi bây giờ là bắt đầu nó chuyển tiếp nè các bạn. Rồi nó ra cái màu tào lao luôn rồi. Đây nó ra cái màu tào lao luôn rồi. Đó các bạn thấy không? Nào bắt đầu nó chuyển nè, cái von này là von 100+ rồi đó các bạn. Đó nó ra cái màu không biết màu gì luôn. Cái màu nó giống như là nó ánh ánh giống như cái chinh cái đĩa mà hồi xưa vậy các bạn.
Rồi được rồi. Còn nhúng tiếp rồi coi nó ra màu gì nữa. Đó, mình ngâm càng lâu nó càng chuyển màu, nhưng mà cái màu này là nó không có trong bảng von nha các bạn. Các bạn đừng có kêu mình lên nha, mình lên là hồi mình canh lé con mắt luôn á. Rồi ok. Rồi hết lên rồi. Đứng von rồi. Đứng von nè các bạn ơi. Rồi. Đây là cái màu mới gọi là màu cuối cùng nè các bạn. Đó, nó đứng von rồi đó. Bây giờ nó không chuyển nữa, mình ngâm hồi nãy giờ là von mà đang bật 120 rồi. Nhưng mà nó đứng luôn rồi. Ok. Rồi lấy ra. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại, mình sẽ tổng hợp màu là những cái màu mà con ốc Titan có thể lên được nha. Sơ sơ ở đây nhìn thấy là mười mấy con rồi đó. Ok. Lại cách thứ tự màu của nó cho các bạn xem nè. Rồi bây giờ trước đầu tiên là mình sẽ đếm mà nó lên được bao nhiêu màu nha các bạn. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 màu các bạn ơi. Đây là có thể là gọi là cái clip đầu tiên luôn mình test được, mình test ốc Titan lên 20 màu. Đó, đây có thể gọi là cái clip đầu tiên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh lại cho các bạn xem nè. Thì cái màu đầu tiên là các bạn nó giống cái màu sô-cô-la nè, màu nâu nâu á. Cái màu kế tiếp là nó sẽ là nâu tím, còn cái này là có nghĩa là nó màu xanh nâu màu mực á, màu mực bút bi mình đó các bạn. Đó, nó tại vì nó màu, cái màu nó tối. Còn cái này là màu kiểu như là xanh lơ, xanh cho các bạn, giống như màu cho vậy á. Và đây cũng vậy luôn, đây nó dương mà nó sáng hơn. Đó, kiểu này kêu bằng xanh đen hay gì á. Nói chung mà cái màu này, những cái màu này màu mới mình không biết gọi là cái màu gì nữa. Còn cái này giống như cái màu xanh xi măng nè các bạn. Đây, những anh em chơi xe hay gọi là xám xi măng, xanh xi măng rồi nè. Đó. Còn đây là cái màu kiểu như là cái màu màu phôi đi mà nó ngã vàng xíu. Đó. Vàng cho á. Còn ở đây là cái màu này mình không biết kêu bằng màu gì nữa. Nó nói chung là nó cũng xanh xanh xi măng á, mà nó được nó lọt hơn màu nãy. Ok. Thiệt, cái bạn mà đi kêu mà ra mua ốc mà kêu người ta lên cái màu này là người ta canh thấy mẹ người ta luôn á. Và bây giờ kế tiếp là cái màu vàng nè các bạn. Đây là cái màu vàng. Đây là cái màu vàng. Rồi ok, màu vàng nha. Còn đây là màu hồng cánh sen. Đây là màu cánh sen, màu da người á. Đây các bạn. Còn đây là màu hồng nè. Còn cái màu này nè các bạn, là cái màu hồi nãy là mình quay là mình đẩy cái bon lên trăm mấy á, là ra màu này nè các bạn. Còn kế tiếp là màu tím nè. Còn đây là màu xanh tím nè. Đây mình cầm màu xanh tím cho các bạn xem. Đây là cái màu xanh tím. Ok. Ốc con nào cũng đẹp nha. Còn đây là màu xanh dương. Rồi tới đây cái khúc phần quan trọng nè. Xanh dương nè, lục bảo dương nè, lục bảo lá nè, xanh lá nè, xanh dạ quang nè. Đó. Và cái màu này là cái màu gì đó mình cũng đéo biết, nó xanh đọt chuối. Ổng mà xanh đọt chuối. Thì nói chung các bạn sẽ nhìn qua video á, các bạn sẽ thấy là nó, cái màu nó cứ ngao ngao nha, nó không khác biệt nhiều. Nhưng mà các bạn ở ngoài á, các bạn nhìn sẽ thấy là mỗi màu nó mỗi khác nha các bạn. Không có màu nào nó giống màu nào á nha. Đó, thì bây giờ mình kết luận một cái câu là con ốc Titan này có thể lên được 20 màu, là chưa tính, cái này có nghĩa tính là màu đơn sắc nha các bạn. Mình sẽ làm một cái clip, mình lên màu những con ốc mà nhiều màu quá các bạn. Có nghĩa là màu xanh tím hay là màu xanh lục bảo hay là màu vàng này nọ, nó lên một chung một ốc luôn. Đó. Mình sẽ quay cái clip đó nữa. Cái này mình gọi là cái màu đơn sắc thì lên được khoảng 20 màu. Ok. Nếu cố gắng thì có thể tìm hiểu thêm. Đó. Rồi ok, cái video này mình xin kết thúc tại đây. Đó, mình giải đáp thắc mắc cho các bạn xem là ốc Titan lên được bao nhiêu màu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hoàn thành clip này rồi. Các bạn nhớ nếu mà xem clip này hay á, các bạn nhấn cho mình một like, một subscribe bên dưới và đăng ký kênh để đón xem những cái video mới nhất từ mình. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.